mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Và sau đây là bí ẩn chuyện rắn thần báo thù khiến 12 người chết. Trước hàng loạt cái chết của mọi người, dòng họ này liền tìm xuống một ông thầy ở Quảng Ninh để cầu cứu, thì được người này phán rằng dòng họ này bị trùng tang nên cứ khoảng 100 ngày là có một người ra đi. Nếu muốn thoát được thì phải nhờ thầy cao tay lập đàn giải hạn. Ông thầy Quảng Ninh phán rằng trong dòng họ một tuần nữa sẽ có người tên là Cường sắp bị bắt đi. Không tin vào lời thầy phán, mọi người trong họ tiếp tục đi gọi hồn ở huyện Nam Sách. Trong quá trình gọi hồn, người chết hiện lên nhập vào một người và cho biết vào ngày 20 tháng 8 năm 2010, các thần sẽ bắt một người tên Cường trắng trẻo đẹp trai, đi làm ở xa và là người có chức tước. Sau khi nghe thấy thông tin đó, mọi người trong nhà ai nấy đều nơm nớp lo sợ và chờ đợi đến ngày 20 định mệnh, rà soát xem trong họ có ai tên Cường, thì chỉ duy nhất có một người là con trai của ông lão định mang con rắn màu đỏ về ngâm rượu. Người này đã lấy vợ nhưng ở tận Hà Nội. Cuối cùng ngày đó cũng đến, trong họ người này dặn người kia phải luôn cẩn thận, máy điện thoại lúc nào cũng phải bật 24/24 giờ để nghe ngóng tình hình. Đến 20 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2010, cả họ vẫn chưa thấy tin xấu xuất hiện nên cho là mọi chuyện đã qua và các thầy bói thầy gọi hồn là lừa bịp. Mọi người vui vẻ rủ nhau đi hát karaoke mở tiệc ăn mừng, nhưng cuộc vui ấy chỉ diễn ra được 2 tiếng đồng hồ. Đúng 22 giờ, điện thoại mọi người rung bần bật, người trên Hà Nội báo về hung tin anh Cường vừa chết thảm khi tàu hỏa đâm phải ở thị trấn Văn Điển. Người thì đứng lặng sững sờ, người sợ quá rơi cả cốc bia vào chân vỡ tan mà không hay khi nghe thông tin ấy. Một người thuật lại, nạn nhân là một kỹ sư tốt nghiệp đại học Bách Khoa. Thời điểm anh ra đi, vợ anh đang mang thai đứa con đầu lòng và anh cũng đang giữ chức vụ phó giám đốc một công ty chuyên về thiết bị điện. Hơn 2 tháng sau, người trong họ tiếp tục đi xem bói và được thầy phán rằng sắp tới trong họ sẽ có một người nữa có tên bắt đầu bằng chữ H sắp ra đi. Lại một lần nữa sự trùng lập xảy ra khi vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, một người trong họ có tên Hùng đang khỏe mạnh bình thường bỗng dưng đổ bệnh. Sau khi đi khám ở bệnh viện, ông được bác sĩ cho về nhà chữa trị. Về nhà được vài ngày, trong khi đi từ nhà ra cửa, ông gục ngã và chết luôn ngay tại chỗ. Một phụ nữ trong họ mắt đỏ hoe nhớ lại, chiều hôm ấy tôi có mang một chiên sang cho ông ăn. Ông tỉnh táo và khỏe mạnh lắm, nhìn thế nên tôi yên tâm ra về. Chỉ vài tiếng sau, tôi nghe tin ông ấy đột nhiên loạn choạng bước tới cửa thì lăn đùng ra chết. Như vậy chỉ trong 3 năm, dòng họ này đã có 12 người chết bất thường, chết vì bệnh tật. Khu nghĩa trang của dòng họ lúc nào cũng trắng vòng hoa vì người trong họ theo nhau chết. Theo chân một người dân Bích Thủy, chúng tôi đến nhà ông Sinh, một người trong dòng họ. Trong ngôi nhà có 3 tầng khang trang, tiếp chúng tôi là 2 người đàn ông. Ông Sinh và cha của ông là cụ Tài, 79 tuổi. Đây chính là gia đình có 3 người chết liên tiếp cách nhau 100 ngày. Khi hỏi thăm về sức khỏe và tuổi tác, ông cụ cười cười nhưng đôi mắt đượm buồn. Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, nếu vậy còn thì xuân này chúng tôi đã 80 tuổi. Có lẽ cái chết của vợ và các con trai làm ông gần như suy sụp. Nếu không phải vì biến cố này thì ông vẫn còn khỏe mạnh lắm. Tò mò về câu chuyện hai con rắn, chúng tôi hỏi ông Sinh xem thật hư thế nào. Đúng là có chuyện đó, ông khẳng định. Mấy năm trước, con cháu trong họ chúng tôi góp tiền để đưa mộ của tổ bà về bên cạnh của tổ ông. Trong quá trình đào lên, thấy trong mộ bà có con rắn cặp nia và trong mộ ông có con rắn hổ mang nặng gần 1 ký. Nhưng không có chuyện con rắn có cái màu như mọi người vẫn nói và chúng tôi không đập chết, mà những người thợ xây mộ đã đem con rắn đi bán lấy tiền uống rượu, ông cho biết. Từ năm 2009 đến nay, cứ lần lượt những cái chết gần nhau liên tiếp xảy ra, cướp đi hàng chục mạng người. Hiện nay trong họ cũng có một người đàn ông cũng đang vật lộn chống chọi với bệnh tật và không biết đi lúc nào. Những người quá cố, già có, trẻ có, cả nam và nữ, người bỗng dưng phát bệnh, người chết tức tưởi, để lại nỗi đau khôn cùng cho người còn sống. Con cháu trong nhà hoang mang lo sợ, những buổi họp dòng họ đầu xuân đã không còn vui nữa. Thêm vào đó là những lời đồn thổi dù không ác ý của dân làng, làm không khí trong mỗi gia đình mang họ Lương chẳng mấy lúc được bình yên. Những người con trai khỏe mạnh cứ đột ngột ra đi, để lại nỗi trống trải không gì bù đắp được cho những người phụ nữ, những người làm cha mẹ. Kể cho chúng tôi nghe về chuyện của các em mình, ông Sinh vẫn bùi ngùi. Ông vô cùng thương tiếc cho cái chết của anh Cường. Hàng trăm người đứng đợi tàu hỏa đi qua, ma xui quỷ khiến thế nào chú nó lại chọn đúng thời điểm ấy để băng qua đường sắt. Mang nỗi lo sợ trong lòng, những người phụ nữ với bản tính yếu đuối luôn tìm đến các đền, chùa, thầy cúng, cô đồng để xem bói giải hạn. Bản thân ông chữ họ và gia đình cũng nhiều lần lập đàn giải oan giải hạn cho họ nhà mình. Trong tâm trạng hoang mang lo lắng, họ cũng chỉ biết tìm đến những nơi như thế để tìm chỗ cầu an cho dòng họ. Bình tĩnh hơn, ông Sinh nghĩ rằng gia đình cũng như dòng họ, thịnh nhiều rồi cũng có lúc suy. Những chuyện không may, những cái chết đau lòng là việc rủi ro không tránh được.
Bản thân tôi là người trực tiếp đào mộ các cụ lên để quy hoạch, mình làm việc tốt báo hiếu tổ tiên, sao có thể coi là trừng phạt được. Những người trong dòng họ muốn tin rằng những tai ương liên tiếp giáng xuống đầu họ bấy lâu nay chỉ là một sự rủi ro, họ mong muốn tai ương qua đi, vận đen qua đi để người còn lại vẫn phải sống tiếp, con cháu trong nhà sẽ lớn khôn khỏe mạnh, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cháu, đem lại phúc đức thịnh vượng cho dòng họ, xóa bỏ lời đồn ma ám bấy lâu nay. Những người còn sống làm tròn trách nhiệm cải táng cho người đã khuất theo đúng tập tục văn hóa người Việt Nam. Vì sao chỉ vì hai con rắn mà phải chịu nhiều nỗi đau đến thế? Ha ha ha, 问什么的说呵。